Đại Bờ Tư Chiến chào quý khách. Hôm nay là ngày 10 tháng 5 năm 2022. Có bao bì trại gồm có bao bì cơ bắp, thấp kem, bao bì trại khá đông, bò lỡ cũng nhiều. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem xét cùng tham khảo, xem xét chủng bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Những cái lô bò lỡ phía đây là bò thấp kem, bao bì kem, bò bê cơ bắp. Những lô bò lỡ đây là ngoài, chỉ con đứng bìa này là ngoài 10 tháng, còn mấy con nguyên cái lô đứng kế ngoài là 8 tháng ngoài. Bò lỡ chiều cao của bò là 1m1, 5 thân 7 thân, 1m3 ăn lên. Con bò lỡ này 1m3 đổ nó lên rồi ngoài 10 tháng. Địa chỉ của trại là lộ DT19 gần quỹ ban xã Nhận Phú Tân, tỉnh Bến Tre. Quý khách có thời gian đến với trại xem, còn quý khách không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò nhận qua Zalo lại một lần nữa để quý khách xem tổng thể nguyên hình phần cần, phần đầu, viêm vai, sân lưng, bản đùi. Khách đến trại bò thì trại bò mình có đủ giá tầm 18 triệu rưỡi là có. 4 con bò chỉ có giá là 72 triệu. Mình nãy có đăng một nguyên cái lô bò nhỏ riêng. Lô bò nhỏ riêng, lô bò lỡ này riêng để quý khách xem dễ phân biệt. Nguyên cái lô bò lỡ phía đây 1m1, 5 phân, 7 phân, giá là 25 triệu rưỡi, bò lỡ ngoài 8 tháng, chỉ có con này là ngoài 10 tháng. Nguyên cái lô khắp bò bì phía đây là bò nhỏ hơn 1 chấm, chỉ có giá là 24 triệu rưỡi phía đây. Bò phía đây thì 7 tháng ngoài, nó tròn 7 tháng, bò phòng bò bì. Con nào lấy lưng nách chà bè xương rất là to. Trại bò đã tuyển chọn rồi những con nái lớn nền cho này bà con nuôi, chất lượng thịt đạt cao, xương to đòn dài lưng thẳng. Bốn con bò này chỉ giá là 72 triệu rồi. Con số 1 rồi. Là màu trắng lam đến phía trong. Con số 2, con số 3, con số 4. Bốn con bò này chỉ giá là 72 triệu. Còn nuôi cái lô con ba bê phía đây. Ba bê phía đây thì chiều cao của bò là 1m1, giá 24 triệu rưỡi, cái xe nhà giao tận nơi với khách. Bò lỡ hết rồi, bò là 1m1 đấu lên. Còn phía đây bò lỡ và ba bê thấp kem, ba bê cơ bắp. Quý khách đến trại bò thì đủ giá từ 18 triệu rưỡi có. Rồi mình tiếp tục về nữa thì gồm có thấp kem ba bê 19 rưỡi, 20 rưỡi cũng có luôn. Bề phía này thấp kem 3B này, 4 bò này có giá là 72 triệu. Còn 3B này thì lớn hơn. Xương rất là to, đoạn dài, con nào lấy lưng nách chà bè luôn. Đau quý khách là im rúng, phù khớp, không có, bò khỏe. Trại bò đã tuyển chọn rồi, nấy lớn nền, sau này nuôi đạt cao. Bà con cũng yên tâm, trại bò mắc con này. Người ta đã chích viêm da nó cục nè, lấy màu lông móng, đã tiêm phòng hết. Yên tâm, bắt về bổ béo thôi. Thấp kem lỡ phía đây, chiều cao của bò là 1m4, 5 thân 7 thân,
bê phía đây là cái lô bò nhỏ hơn một chấm, giá rất là mềm. 4 con bò chỉ có giá là 72 triệu. Đại bò liên tục bày tại để khách xem chốt, cung cấp đầy đủ các giống bò cho khách thờ hồ lựa chọn con giống, gồm có ba bê pháp kem, ba bê cơ bắp. Lô bò lở phía đây là bò 8 tháng ngoài, lớn này 10 tháng. Con nào mấy cái lưng nách là rất là hở, bản đùi to, sân lưng rộng. Chút thời gian qua đến với trại, một lần nữa cảm ơn quý khách đã đăng ký và đón xem kênh YouTube của chúng ta. Hẹn gặp lại quý khách trong video tiếp theo.